Giang Trường có thể chia sẻ thật lòng cảm giác của một ngôi sao đã đi qua đỉnh vinh quang, thở vào vì đã làm xong một việc lớn trong sự nghiệp hay buồn thẫn, hối tiếc? Hai là anh có bao giờ nghĩ giá như mình làm một công việc bình thường thầm lặng thì sẽ phải đối mặt với những thăng trầm hay là đầy sự ồn ào của thế giới suy nghĩ không? Thật ra thì trường không bao giờ cảm thấy hụt hẫng trong cái sự nghiệp âm nhạc của mình. Thứ nhất là bởi vì hiện nay trường đang có một cái môi trường âm nhạc biểu diễn rất là tốt. So diễn hiện nay của trường thì phải sắp xếp cũng khá là vất vả, bởi vì trường diễn không phải chỉ trong nước không mà còn diễn tại nước ngoài nữa. Cuối tháng 10 này thì trường có 7 show diễn tại châu Âu, thì diễn chỉ trong vòng có vỏn vẹn có 10 ngày thôi mà phải diễn 7 show. Nói chung rồi sau đó là phải bay về Việt Nam rồi hát ra mắt chương trình ra CD rồi lại qua Mỹ diễn. Nói chung là so với các bạn đồng nghiệp thì trường cũng là một trong những ca sĩ có cái sự may mắn cũng như là cái điều kiện thuận lợi về show siết nhiều, rất là nhiều. Cho nên trường không cảm thấy là mình hụt hẫng khi mà mình khó khăn trong công việc, hoàn toàn công việc rất là thuận lợi. Bao nhiêu năm khác, trường đã từng đi qua những cái biểu đồ cao nhất của sự nghiệp âm nhạc của trường. Đã cảm nhận được có đến nay nó trở thành một cái niềm vui không nhỏ khi mà trường được nhiều bạn bè bên báo giới cũng như mình cũng đồng nghiệp nói là bây giờ tới nay thì hình ảnh Lam Trường vẫn rất là đặc biệt, rất là độc lập và khó có thể phai mờ đi được của hình ảnh Lam Trường trong lòng công chúng. Thì trường nghĩ là đó là những cái món quà rất đặc biệt mà trường có được ngày hôm nay. Trường không cảm thấy là mình mất quân bình hay là hụt hẫng khi mà trường cảm thấy là mình đi qua một cuộc trường mình cũng làm nhạc rất là dài 20 mấy năm. Tới nay mọi thứ vẫn tốt. Thì chị nghĩ là đó là cái sự mà hụt hẫng của bạn nói là trường hoàn toàn không có rồi đấy, sẽ không có. Còn chưa nói tới chuyện là tương lai đây, trường còn nhiều cái dự tính nhiều hơn nữa để mà thực hiện, để mà đáp lại những cái tình cảm của khán giả. Cho nên chắc chắn là trường sẽ làm ca sĩ mà mình cảm thấy mình may mắn có được những cái thành quả đó. Tới ngày hôm nay trường vẫn luôn giữ những thành quả mà trường có được. Có những lúc thật sự là cái sự áp lực trong công việc nó làm cho mình cảm thấy mình e ngại, mình muốn là mình mệt mỏi, mình muốn là mình sẽ co người lại để làm cái việc đó thầm lặng hơn, ít đụng chạm hơn. Nhưng mà đó chỉ là một cái khoảnh khắc thôi, một cái phút chốc thôi, sau đó mình lại lấy lại của mình được. Mình thấy là không, cuộc sống của mình nó có ý nghĩa bởi vì mình biết đương đầu với những cái khó khăn, đương đầu với những cái khó khăn, những cái chắc chở ở đây mình có thể vượt qua, mình hoàn thiện mình bản lĩnh trong cuộc sống này, đó là cái ý nghĩa cuộc sống. Nhiều khi trường thấy là trường ở không, trường thấy trường buồn lắm, trường cảm thấy là mình cảm thấy mất, đó mới là những lúc mình cảm trường cảm thấy chán. Còn khi mà mình có công việc xung quanh, có khó khăn, có đương đầu, có vượt qua là mình cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa nhiều hơn. Cho nên là trường sẽ chấp nhận những cái khó khăn, những cái rủi ro để mình tại cái cuộc sống mình cảm thấy ý nghĩa nhiều hơn. Mới thấy được là qua khó khăn, mới thấy qua hoạn nạn, mới thấy được cái chân tình. Ngay qua những khó khăn đó mình sẽ thấy được xung quanh mình có nhiều bạn bè hơn, có những người đồng nghiệp tốt hơn để mà cùng mình, giúp mình để vượt qua những khó khăn.